Danny Diagno. Ba cái điểm đầu tiên của trận đấu. Pha đột phá của Moses. Hai điểm cho đội chủ nhà. Hai đầu sân. Đây là Lenny Daniel. Pha đá bóng chính xác của Lenny Daniel để đợi bóng từ các đồng đội. Một cơ hội nữa cho Sao Hiếp. Đây là Tuấn Tú. Pha lên đổ nhẹ nhàng của Tuấn Tú và thêm hai điểm nữa cho Sao Hiếp. Burato vẫn chưa ghi được điểm nào. Anh vẫn chưa lên tiếng trong trận đấu này. Pha đá bóng rất chính xác của Viano. Một tình huống khá lạ của Mono Vampai. Anthony mắc lên là người chuyền bóng. Pha bóng đẹp, rất đẹp bắt của đội chủ nhà của Alup. Sài Gòn Hit. Chúng ta theo dõi lại một lần nữa pha Alup này của Lenny Daniel. Cố lên rổ bóng tay tuyệt vời. Đã quen thuộc tất cả những khuôn mặt của Mono Vampai. Bởi vì anh là cầu thủ chơi ở trong giải thi đấu chuyên nghiệp bóng rổ của Thái Lan. Vừa rồi là tình huống đồng chiến. Cực kỳ không tốt của Roland Tavion. Đây là Lenny Daniel. Và xoay người lên rổ quá đẹp mắt. Một màn biểu diễn của Lenny Daniel đã giúp cho Sài Gòn có thêm 2 điểm nữa. Và úp rổ lốc xoáy của Lenny Daniel. Đấu. Bàn phạt đầu tiên này. Hiện tại Lenny Daniel đã có 2 cú ném phạt và anh thực hiện được 50% những cú ném phạt của mình. Khi họ hồ e bò. Cú ném chính xác của Lenny Daniel. Cần có thời gian để nhập cuộc trong ABL mùa giải năm nay, nhưng có thể nói là nếu họ trở lại trong năm sau thì họ sẽ là một đối thủ rất đáng ngờ. Đó là pha cái điểm của Lenny. Thậm chí tôi đã thấy những lần người hâm mộ ở trên sân CS còn sẵn sàng vỗ tay khen thưởng khi đội bóng đối phương à không thành công. Rõ ràng là tâm lý của các cầu thủ Mono Vampai đã xuống dốc rồi. Và cái điểm quá đẹp mắt của Lenny Daniel. Chúng ta theo dõi lại pha cái điểm này. Đây là lần thứ hai mà chỉ có Lenny Daniel và Morgan Moses đối mặt với rổ. Và một lần nữa Morgan Moses lại bảo với Lenny Daniel là chuyền cho tôi đi.